là cầu xanh nè. Người Việt mình gọi cái cầu này là cầu xanh đó bà con. Bên kia cầu đỏ, bên này cầu xanh. À, đây 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 đây, đúng rồi, cái cầu đỏ, cầu đỏ, cầu đỏ đó, cái cầu đỏ bên đó nha. Bên đây là cái cầu xanh ha. À, cầu này là cầu xanh. Thật ra mỗi cái cầu nó có tên, nhưng mà cái màu xanh á là nó cũng lâu đời rồi. Cầu này trong lịch sử luôn rồi. Cầu này coi như nó không có sơn màu khác, chỉ đúng một cái màu này thôi. Thì cái người Việt ta gọi riết thành quen là gọi cầu xanh. Nói tới cầu xanh thì tất cả những người Việt ở đây đều biết hết. Đó, mình quay sau đó là Đao Thao, là thành phố của Jacksonville. Dưới là nước cây xanh. Đẹp quá. Trời đang trưa nha. Hồi trước khi Covid á, là khu đây á, giờ nào người ta cũng đông hết á. Mà giờ các bạn coi trên đường lâu lâu chỉ một vài người, giống như hai vợ chồng mình với lại anh vô gia cư, một vài người chạy xe đạp tới. Mà trời thì nắng cháy da, người ta thì không có. Covid này có tàn sát hết rồi. Chứ ngày xưa ở đây đông lắm, là
hồi xưa ở đây đông lắm ha, giờ này đi là đông dữ lắm luôn. Người ta tới đây để hóng gió, chạy bộ, đi bộ, ăn uống, trung tâm mua sắm ở đây luôn. Nhưng mà bây giờ ở đây không có người. Các bạn thấy cái cầu đó là cái cầu ở trên là xe chạy, cầu sắt mình nhìn đen đen ở dưới là sắt đó là xe lửa chạy, ở trên là xe hơi, ở dưới là xe lửa. Vắng bóng. Cây đẹp quá, về kiểu
thì đi nóng quá, đi xuống dưới khu downtown thành phố của Jacksonville nóng quá chịu không nổi. Bây giờ đi vô siêu thị, giờ các bạn cùng mình đi vô siêu thị nha. Chúng ta đi siêu thị thôi. Ta siêu thị hôm nay có giảm giá gì không? Giờ đi ngoài đường giờ ai cũng phải đeo khẩu trang, thấy lạ lạ. Bản đồ. Hôm nay là đó để bán đồ cho lễ ma. Đậu chuẩn bị tới Halloween lễ ma. Giờ ngoài đường nóng quá ai cũng chui vô siêu thị cho nó mát. Vô đây cái mát hẳn là. Đi xuống mấy chị đây đông rồi. Halloween. Bữa nay có 90, tự nhiệt xuống tới 95 độ. Nóng. Đây giờ là bán đồ cho thú cưng, chó mèo nằm ngủ giường tược. Cả đồ dùng trong nhà bếp. Bây giờ vợ tôi đi vòng vòng cũng không biết mua cái gì. Đang đi trang trí, chuẩn bị mua đồ trang trí cho ngày lễ Halloween. Mua cái này về trang trí lễ ma, để kiếm thêm ông ma nữa nha. Nè, ma. Thì đây là cái cứ theo mùa. Mỗi năm nó có mấy cái ngày lễ. Lễ này là tháng 10 là lễ ma. Cho nên gia đình mình bữa nay đi mua sắm một ít đồ về để trang trí lễ ma. Thì cái video này cũng dài rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi mình ha. Bye, để coi mình trang trí lễ ma nhà mình như thế nào sau này nha.